Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/katabanschedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наша программа предлагает много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük, tekintse meg itt suprememastertv.com/schedule. 小孩日快乐啊！哎。你们常常问很多问题，小孩不会问。我现在问小孩一个问题 ，OK？ 你们怪不怪？怪。再问一个问题，有没有修行？有印心过？有没有修？有。还没印心，要不要修？要。啊，好怪。Please continue watching to find out more. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in Chinese, with subtitles in Arabic, Oleksis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, and Thai. Hân hoan kính chào quý khán giả từ bi, tôi tên là Dạ Thảo, từ quốc gia Âu Lạc duyên dáng, còn được biết là Việt Nam. Người dân chúng tôi xin ngợi ca Thượng Đế đã chở che quý vị trong bình an và hạnh phúc. Tọa lạc tại Đông Nam Á, quốc gia Âu Lạc còn được biết là Việt Nam, với 54 nhóm dân tộc cùng chung sống hài hòa. Quốc hiệu truyền thống của Âu Lạc có nghĩa là con rồng cháu tiên, trải qua 4.000 năm văn hiến cùng hệ thống tín ngưỡng đa dạng, bao gồm đạo Cao Đài, đạo Phật, đạo Dừa, Thiên Chúa Giáo và đạo Hòa Hảo, vân vân. Âu Lạc là quốc gia với nền văn hóa và truyền thống phong phú, đặc sắc, luôn giang tay chào đón cả thế giới khám phá. Âu Lạc, Việt Nam còn vang danh với cảnh sắc diễm tuyệt từ những làng quê nên thơ, muôn màu nép mình bên sườn đồi đến những cánh đồng bậc thang mênh mông, non cao hùng vĩ và kỳ quan Vịnh Hạ Long điểm xuyết những hòn đảo tuyệt mỹ cùng vô vàn bờ biển cát trắng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Người dân Âu Lạc Việt Nam thân thiện, hào phóng với niềm tin yêu cùng hy vọng mãnh liệt. Với nụ cười thân thương, hiền dáng trên môi, họ nồng nhiệt chào đón tất cả những ai đến viếng thăm xứ sở diệu kỳ Âu Lạc Việt Nam. Thật là vinh dự được chia sẻ đôi nét về Âu Lạc Việt Nam thân thương với quý khán giả lạc quan, người dân Âu Lạc hài hòa. Xin kính chúc quý vị tháng ngày ý nghĩa,
chan hòa, lòng quảng đại và từ bi. Trong hơn 3 thập niên, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã soi sáng thế giới bằng giáo lý thiêng liêng. Là một vị minh sư toàn giác, Ngài truyền đạt pháp môn Quán Âm cho những ai khao khát tức khắc tìm lại thường đế tánh bên trong, hầu đạt được giải thoát vĩnh hằng trong kiếp này, khỏi vòng sinh tử luân hồi. Pháp môn Quán Âm đã được tu tập bởi tất cả các vị minh sư như Đức Phật, Khổng Tử, Guru Nanak, Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, Thần Krishna, Thần Mahavira, nhà tiên tri Mohammed, hòa bình đến với Ngài và nhiều vị khác. Ngài đã nhấn mạnh, nếu chúng ta luôn tưởng nhớ Thượng Đế, phục vụ tha nhân một cách vô ngã và tuân theo luật vũ trụ, chúng ta sẽ đạt được tiềm năng tối thượng của con người và thật sự hiểu được mục đích của mình trên địa cầu này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là một tấm gương sống phi thường về lòng từ bi. Ngài thường xuyên cứu trợ bằng hiện vật và tài chính, đồng thời gửi gắm tình thương cho những người tị nạn, vô gia cư, nạn nhân thiên tai và những người cần được trợ giúp khác. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư xin sâu sắc tri ân Thượng Đế từ ái vì sự trợ giúp tài chính, tiện nghi và sự hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn và hoặc cho tất cả các nghĩa cử cao đẹp đã được thực hiện trong những năm qua như một công cụ khiêm nhường, chuyên chở lòng từ bi và tình thương của Thượng Đế đến những người con quý giá của Ngài. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nhận rất nhiều tình thương và sự trợ giúp từ các tổ chức, giới truyền thông, chính phủ và các cá nhân, cũng như nhiều giải thưởng như giải Gucci Hòa Bình 2006 được xem như giải Nobel Hòa Bình của Phương Đông, giải lãnh đạo tâm linh thế giới năm 1994, giải Mahavira năm 2008, cả hai ngày 22 tháng 2 và 25 tháng 10 được tuyên bố là ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, một công dân danh dự của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ, v.v. Và qua nhiều năm, Ngài đã được vinh danh với rất nhiều giải thưởng khác, cùng những lời ngợi ca về hoạt động nhân đạo và thiện nguyện cao thượng của Ngài. Thank you.
xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã không thể kể hết nhiều giải thưởng và các vinh danh khác do giới hạn về thời gian và không gian. Là tiếng nói chân thành cho các bạn thú xinh đẹp, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khuyến khích lối dinh dưỡng thuần thực vật, hòa bình và bác ái, và những viễn cảnh tươi sáng với sự thức tỉnh của nhân loại về sự thiêng liêng của muôn loài, một thế giới thuần chay, bình yên và huy hoàng nơi các bạn thú và con người sống trong hạnh phúc hòa hợp. Những sáng kiến của Ngài nhằm phổ biến xu hướng thuần chay rất đa dạng, bao gồm phân phát tờ thông tin lối sống mới, chủ nhà hàng thuần chay quốc tế Robinhood, các công ty thực phẩm thuần chay, các sản phẩm lông thuần chay. Truyền hình Vô Thượng Sư cũng như việc trao đổi thường xuyên với quan chức chính phủ có tầm ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo giới truyền thông, cũng như tham gia các buổi hội thảo truyền hình về biến đổi khí hậu, vân vân. Dù chúng ta có nhận biết hay không, những nỗ lực của Ngài đã mang lại ảnh hưởng to lớn tới nhận thức toàn cầu về lối sống thân thiện với các bạn thú và làm sao lối sống từ ái này có thể mang đến hòa bình trường tồn giữa các quốc gia, đồng thời cứu địa cầu khỏi nạn biến đổi khí hậu và thiên tai. Qua nhiều năm, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã du hành khắp thế giới, từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu đến châu Đại Dương, và đã tổ chức hàng trăm buổi thuyết giảng trước công chúng cùng các đệ tử về nhiều chủ đề tâm linh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Mừng lễ thiếu nhi, mấy chai nước ở đâu, phần 1 của 2 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Trung Hoa vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 tại miền đất mới Đài Loan, còn được biết là Formosa.你们常常问很多问题，小孩不会问。我现在问小孩一个问题，OK？你们乖不乖？乖。再问一个问题，有没有修行？有印心过？有没有修？有。还没印心，要不要修？要。好乖，为什么要修？为什么要修行？哎，说。 哦，帕萨地狱。对了，哎呀，还有呢，后面有几个？因为我想要回天堂。啊，哇，太好了！还有饼干、糖果什么？你要不要拿一个塔地贝啊？自己来，自己来，<笑>自己选一个，随便。太好了，OK。哦，不客气，不客气。<笑> OK，啊，太好了，小孩这么有智慧 ，OK。他爬上地狱那个，你过来，过来，过来。啊，继续学那个。再
个哈啊 ，OK， 我也会学那个啊，不客气，还会礼貌呢啊，父母教的好。刚才你要修行，为什么？永远在天堂跟师父在一起。哦，好，好，好，过来，过来。如果要的话。啊，如果还喜欢的话可以选，如果觉得太大了长大了不要就不用选 OK 哈。哪一个啊 Teddy Bear， 哇这个抱抱睡觉好好、哦、连我自己也要抱他睡觉呢，哎呦 OK， 那你说你说这边这边得到更高深的智慧和师父在一起啊，也好也好，过来过来来哎呀，小孩比你们都好啊！我对他们很骄傲啊！还要在这边吗？啊 ，OK， 可以跟他一起打坐啊。还有还有，那前面那个可以把业障都洗掉，要把业障洗掉。哦，过来过来过来啊！好好好，哎，慢慢来，哎，自己选，如果要的话，自己选，很多很多，自己选，嗯。真的要那个吗？好 ，OK OK， 呀、yeah ，啊因为要解脱，要解脱，哦，过来过来，嗯、啊，自己学，大概功课都学会，小孩子学这么好，啊，这边这边，这边，那、啊、我们轮班了 ，OK 哈，因为以后师父才会接我们回天堂。为什么要上天堂？因为大家都已经讲一样了。因为想要回家。哦，那边是你的家吗？对。啊、哦，这边不是家啊？对啊，这只是物质世界而已。哦，厉害！过来，过来，过来，继续学。啊、哦，你们要跟小孩学哦。哦，丢脸丢脸丢脸，丢丢丢！你要这个吗？好 ，OK OK， 谢谢乖乖，不客气不客气。啊，男孩子轮班呀， yeah. 要回自己真正的家，真正的家。嗯，怎么知道是真正的家？假假的，在上面，这是我们原本的家，原本的家。嗯，这边不是吗？为什么这边不是呢？嗯，这边是魔王的世界，魔王的世界，哎呦，怎么会这样说呢？啊，不是好好吗？有饼干、糖果，有 teddy bear， 怎么说不好呢？说一下，师傅要学嘛？是不错，但是上面才能真正快乐。啊，这里你不到快乐啊？也很快乐，但是到上面会更快乐。哦，这样子啊，啊，有没有体验过一点点？有，有啊，太好了。OK， 过来，过来，好，随便拿一个。啊，好，好，好 ，OK， 恭喜，恭喜。哎呀，对他红色的，因为可以消业障。啊，消业障有人讲过了。别提醒他，他自己讲，快点！如果一二三十分，我到十没讲完就不行了。可以修更高的境界。最高的境，更高的境界，也有人讲过了。再来一次。可以平安。啊，平安，在这里不平安啊。啊，说，师傅不是老师了，我跟你学了，你跟我叫一下了。说为什么呢？为什么这边不平安？有灾害。哦，有灾难，还有呢？有许多挫折。啊，这失败挫折啊 ，OK。那上面一定有吗？会吗？上面呢、啊、会不会有了？不会啊，不会有那种灾难。OK， 不过会有什么？上面会有什么让你期待上去？我们好朋友啊，
我们谈一谈而已。再说一次，训练就是再说一遍，可以见到死去的家人。啊，哦哟，还好了，哎，孝顺，过来过来。你喜欢过世的人哈？好，没关系，孝顺心也好。来来，自己选一个。什么师傅就是什么徒弟嘛 ，OK？ 你要当师傅，徒弟他要跟师傅一样，听懂没有？听懂啊，听懂啊。啊、哦哦、我有没有怕谁啊？没有。没有。我会不会紧张？我会。好，你们也要一样 ，OK？ 啊，我们小孩子有时候弄错了 ，OK？ 有时候不懂事了，都做这个做那个小事情了 ，OK？ 弄错是小事情，不故意 ，OK？有时候小孩还不学会啊，不是你弄错，不是不学会，就是坏的小孩，不是 OK？ 没有犯什么大错误，像那个，比方说很大的杀生偷盗那些的，我没有啊，懂不懂？啊，小事情而已 ，OK？ 啊，所以要有自信，听懂没有？师傅有时候也会弄错，为什么呢？要不要听为什么师傅弄错 ？OK。不过不要找借口哈，不要跟说师傅这样弄，我们也这样弄，不是不是啊？我情况不一样，我很忙，听懂不懂？所以有时候太忙了，然后，放东西这边就忘记了，懂不懂？去找了花很多时间，这样那种了 ，OK？ 我是那个一个人呢，赚衣服，拉在后面，他们赚，他们弄给师傅漂亮的衣服嘛。不过一个人赚很困难，懂不懂？拉链哦拉不上去，然后拉下来，拉上去，嘎在那边，哦花很多时间。不过我命是这样子啊，不能有那么多帮手的人，听懂吗？然后又说：“哎呀，不要选这个，选另外一个比较容易，而且另外一个又有一个什么东西不晓得，就又赚不到了。”都是这样子，花很多时间，而且要赚平常普通啊自在的，目前还不允许的，听懂没有？啊，意思说师父的工作不允许，众生的业障还不允许，所以还是。哎呀，很多事情了。还有哈，有一次哈，像前天哈，师傅在我山洞没有那个洗手台嘛 ，OK？ 他们有时候给师傅那个果汁啊，那有小小的瓶果汁啊，我喝完以后我就留下来用啊，我留好几瓶了，五六个瓶了啊，我带出去那个快空的时候带出去，在外面拿水带回去山洞用，懂不懂？哎，有时候要擦这个擦那边。就那个用水倒在一个什么抹布啊，擦一擦啊，就不要绕到外面。啊，有时候下雨偷懒，懂不懂？也不是懒的时间也不多嘛，懂不懂？哎，不然的话，如果有时间不下雨，我也很想跑来跑去，这样算运动。因为整天在办公室工作或是打坐，都是坐而已，就不怎么对身体不怎么很有那个。血液循环了啊，那不过有下雨太大的时候，懂不懂？拿一个抹布出去，还要带一个雨伞啊，带到那个门的时候嘎在那里，那个门小雨伞大，然后都又歪来弯去，又淋雨，还是一模一样。所以我就带一些水到那个山洞里面，有没有啊？然后有一个桶子嘛啊，如果要。有时候那个脏啊，或是什么手啊，就在那边洗一洗也没关系啊，在桶子里面，然后出去的时候就倒一倒就没事了啊。那前天哈，我只有一个小水瓶剩下的，所以我带几个啊，一二三四五六排在门口那里，还有那个桶子顺便出去丢脏的水，然后带干净水回来嘛。结果呢？我出去的时候，啊，因为我又忙嘛，电话，然后又来接电话，然后又有别的事情，忘记是什么了。然后都我有事，你们进来，下雨进来，有空间的就坐，不要坐在边边会淋雨，淋雨是不好的啦，来不及换衣服回家就会湿会冷啊。我刚才讲什么？我是考验你们的记忆力嘛。雨伞嘎就是这秦龙的时代。
个水啊，一个水瓶啊，几个水瓶啊 ？OK， good good， 哎，自己来，自己来，自己选一个。我跟你说，要水会东西要在学校告知的话要注意，懂不懂？老师讲一句要听，一字也要看，听懂没有？一字要记得，要注意，注意力是很重要。在学校注意力是 number one， 懂不懂？第一的，没有注意力的分心的话就学什么都不会啊。 OK 啊，老师讲的一天到晚讲一样事情你也不会记得。 OK 好，那我拿几个水瓶，小小的，懂不懂？那种小小的水果汁的瓶啊，他们有时候给师傅了，他们给什么我就吃什么了，很小药酒，特别除了为了身体特殊的。 OK 好，那我就拿几个水瓶了，放在门口那里，因为这样子我出去就不会忽略，不会忘记，懂吗？ OK， 那我就放在那边五六个，我出去的时候回来，哎，怎么只有一个瓶呢？我记得我在那边放好多个，门又锁，没有人能进来，没有人进来，我就往到别的地方看，也许我没有放在那里，也许我还没有拿走，忘记什么的。结果呢，找不到，哎，那山洞没有什么东西可以隐藏了，懂不懂？一进来什么都可能一清二楚，没什么。结果找不到啊，算了，好，那我拿一瓶出去。那童子倒好以后，拿一个瓶出去，拿一瓶水再回来。回来好以后，做一点一大堆的事情，等一下又想出去，哎，就看到了，四个瓶又在排，整整齐齐在，啊，怎么会这样呢？不可能有看不到的，了解吗？上师傅站在这里，你会不会看不到啊？我会，也同样哎，几个瓶放在门那里，懂不懂？而且即使也许我被那个童子猜到、测到，可以讲，我已经拿童子出去了，拿出来了，怎么也看不到？拿童子回来也看不到。你们知道为什么？白色的，它白色的，然后那个门就是空的，懂不懂？门是透明的。没什么可以测起来，没什么家居。我山洞只有一个那种阶梯的椅子，有吗？那个阶梯有一阶梯一个阶梯，有没有？人家用爬上来高的东西拿一拿，在家里面用，有没有？那个我当椅子 ，OK， 那个很方便，因为可以做的工作，懂不懂？也可以爬上去，我人比较小嘛，啊，爬上去拉，有时候装帘、装户什么的。懂不懂？所以就用那个，那个是唯一的一个椅子，还有一个沙发，还有一个帐篷，别的家具没有。不可能说我因为放在家具旁边被挡到了，没有，那个门根本就没有任何家具了，哎，所以真正的看不到，走来走去其实看不到。你们谁知道为什么我会藏两个 teddy bear？ 三个，quý khán giả độ lượng, xin cảm ơn quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay. Tựa đề Mừng lễ thiếu nhi, mấy chai nước ở đâu? Phần 1 của 2 phần trong tiết mục giữa thầy và trò. Tiếp theo là Vô minh là tội lỗi duy nhất. Vấn đáp phần 3 của 3 phần trong tiết mục Lời Thánh Khải. Ngay sau tin đáng chú ý. Xin vui lòng giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư để xem thêm nhiều chương trình khẳng định. Cầu mong tháng ngày của quý vị rạng rỡ như nụ cười và tràn đầy ân phúc diệu kỳ. Gracious viewers, thank you for joining us for today's program entitled Happy Children's Day. Where are the bottles? Part 1 of 2 on Between Master and Disciples. Coming up next is The Only Criminal is Ignorance, Questions and Answers Part 3 of 3 on Words of Wisdom.
right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May your days be as bright as your smiles and full of wonderful blessings. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.